Trong vườn nhà em có một cây đu đủ. Quả đu đủ mọc từng chùm. Quả chín màu vàng nhạt. Quả đu đủ chín ăn vừa mềm vừa ngọt đậm. Nhà anh nuôi con chó mập đã 3 năm nay. Mình nó xài, chân nó cao. Mình nó dài, chân nó cao, tai nó to. Bắt đầu nhé. Nước mùa xuân đầy màu khóc đó, đột ngột nhẹ nhàng rung. Sự rung rẩy của mặt đất đã sinh ra những gợn sóng dữ dàng, băng dội thành những gợn không đều trên mặt nước, mà không một chút nôn nao. Nếu có động từ nào đi diễn tả sự rung động nhịp nhàng thì động từ đó phải dùng ở đây. Những cây anh đào chìm trong bóng râm, thỏa ra, thu lại, uốn lượn cong queo theo nhịp nước. Nhưng điều lý thứ nhất là dù đổi thay thế nào, cây vẫn nguyên vẹn là cây anh đào.
Thank you.